Rồi, xin chào ha. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tải video trên TikTok không có logo. Rồi, hiện tại thì cái cách này cũng đã được nhiều các bạn khác chia sẻ. Nay mình chỉ chia sẻ lại cho bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình cái video ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhé các bạn. Trước tiên thì mình sẽ truy cập vào cái TikTok. Đây. Bây giờ mình sẽ tải cái video theo cái cách thông thường là các bạn sẽ chọn vào chỗ là lưu video nè. Nó ở đây thì các bạn chọn quỹ nè. Rồi, như vậy đã tải xong nha các bạn. Bây giờ mình kiểm tra cái video nè. Đó. Video đã có nha các bạn, nhưng nó có cái logo TikTok đây. Đây. Bây giờ mình sẽ thoát ra ha để mình tải một cái video không có cái logo. Tiếp tục các bạn chọn vào TikTok. Ở đây thì các bạn chọn vào cái mũi tên nè. Tiếp tục thì các bạn sẽ chọn là chỗ sao chép liên kết. Rồi. Sao chép xong, các bạn truy cập vào trang web này giùm mình. Đây. Snap tit.app. Đó. Trang web này mình sẽ để dưới phần mô tả của video để cho các bạn sử dụng luôn ha. Rồi, đây là giao diện của trang web. Các bạn chỉ việc dán vào cái đường liên kết TikTok vào đây. Đây các bạn thấy không? Dán liên kết TikTok vào đây, các bạn chọn vào. Rồi các bạn ấn nhẹ nè. Các bạn chọn dán. Đó. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào chữ download. Đây. Đó. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào chữ download nè. Đó, đã tải xong một tiệp suốt. Tức là như vậy đã tải xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái video ra thử coi nó có logo không ha. Rồi. Đây là video lúc đầu. Đây video mình mới vừa tải đây. Đây. Đây là một cái video không hề có logo nha các bạn. Rồi. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tải video trên TikTok không có logo. Mình cũng tạm dừng video ở đây luôn. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.